khách châu Á đến đông, tiêu nhiều ở Euro 2024. Thay vì ngồi trước màn hình TV, khách châu Á hiện nay đến tận sân để cổ vũ đội bóng yêu thích của họ và ở lại du lịch ngày càng nhiều. Dữ liệu từ Trip.com, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, chỉ ra Euro 2024 tại Đức đã tạo ra làn sóng du lịch thể thao mạnh mẽ với du khách châu Á. Lượng đặt phòng tới Đức từ khu vực này tăng 125% so với mùa trước đó. Frankfurt là điểm đến dẫn đầu về lượng đặt phòng của khách Á. Trung Quốc có tỷ lệ đặt phòng nhiều nhất, tăng 132% và tỷ lệ đặt chuyến bay đến Đức tăng 90% so với 2023. Kết nối chuyến bay giữa Đức và Trung Quốc đã góp phần tạo điều kiện tăng lượng khách du lịch này. Tổng giám đốc khu vực châu Âu của Trip.com Andy Washington cho biết số lượng chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Đức đã tăng 70% so với năm ngoái. Giải thích cho hiện tượng đổ xô đến Đức xem Euro, Washington cho rằng tầng lớp trung lưu châu Á ngày càng tăng. Thu nhập khá giúp họ chi tiêu thoải mái cho các hoạt động giải trí, du lịch quốc tế. Không chỉ đến đông, sức mua của khách châu Á được đánh giá cao tại Euro năm nay khi chi tiêu nhiều hơn khách Anh gần 340%. Tỷ lệ người châu Á đặt phòng các khách sạn 4, 5 sao cũng cao hơn. Danny Chung, tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay, cho biết châu lục này đang là điểm đến phổ biến đối với khách du lịch toàn cầu. Chung dự đoán mùa hè này sẽ bận rộn và đông khách nhất khi người hâm mộ thể thao khắp thế giới đổ xô đến Đức xem Euro và PE tham gia Thế vận hội. Xin visa Schengen hiện không phải vấn đề khiến du khách châu Á chùn bước. Washington nói bất chấp những lo ngại về chậm trễ trong quá trình xử lý thị thực, khách Á vẫn đang lên kế hoạch trước cho những chuyến đi châu Âu. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy lượng đơn xin thị thực cho mùa hè năm nay trên toàn cầu tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách từ khu vực châu Á, Thái Bình Dương lên kế hoạch cho chuyến đi trước 2 tháng, Washington. Thời gian ở lại châu Âu của khách Á cũng tăng. Lượng đặt chỗ trước và sau sự kiện Euro 2024 2 tuần cũng tăng đáng kể. Các chuyên gia tin rằng nhiều khách Á đang tận dụng dịp diễn ra Euro làm động lực cho chuyến du lịch châu Âu dài ngày. Dữ liệu cũng chỉ ra người tiêu dùng châu Á sẽ tiếp tục đi du lịch châu Âu trong tháng 7, vượt mức năm 2019. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.